Xin chào các bạn. Khi chúng ta bị tăng cân, và đặc biệt là khi mà cái vùng bụng của chúng ta đó nó lớn ra, tức là nó tích mỡ nhiều hơn, thì nguyên do là do cái sự kháng cự insulin trong người của chúng ta, tức là cái insulin trong người của chúng ta nó cao và nó làm cho chúng ta bị tăng cân. Vậy thì cái kháng cự insulin là cái gì? Kháng cự insulin nó là một cái cơ chế phòng vệ của cơ thể của chúng ta nha các bạn, để chống lại cái lượng đường dư trong người chúng ta. Có nghĩa là khi các bạn ăn đường dư ra thì lúc này cơ thể của chúng ta nó tạo ra cái sự kháng cự insulin đó. Thì chúng ta biết rằng là cái insulin đó, mục đích của nó đó là giữ cho cái đường huyết của chúng ta nó không có nhảy lên quá cao, tức là phải dưới 100mg trên deciliter. Các bạn, tức là không quá 100mg trên deciliter. Chúng ta hình dung rằng là trung bình cơ thể của chúng ta đó là 5 lít máu các bạn. Trung bình khoảng 5 lít máu một người. Vậy thì chúng ta chỉ cần 5 gram đường một ngày thôi các bạn. Tức là chúng ta chỉ cần một thìa cà phê đường một ngày cho cái đường huyết của chúng ta. Nhưng mà đó, trung bình đó, một người Việt của chúng ta đó là tiêu thụ, tức là ăn khoảng cỡ chừng 45 gram đường một ngày. Đó là chưa tính tới các cái tinh bột nha các bạn. Các cái carbohydrate khác, ví dụ như các bạn ăn cơm, các bạn ăn bánh mì, các bạn ăn khoai tây vân vân, những cái thứ khác các bạn, rồi nó cũng chuyển qua, nó cũng chuyển từ từ, rồi sau đó nó cũng chuyển qua thành glucose, tức là thành đường trong cơ thể của chúng ta. Và do vậy mà chúng ta thấy là một ngày trung bình chúng ta đó là chúng thông thường chúng ta sẽ ăn là vượt quá tối thiểu là 10 lần cho phép cái đường huyết của chúng ta trong cơ thể của chúng ta. Đường ở đây mình nói là đường là glucose nha các bạn. Glucose tức là một cái dạng đường nhỏ nhất trong cơ thể, một cái tinh thể đường nhỏ nhất trong cơ thể của chúng ta mà nó không thể phân chia được nữa. Thì cơ thể của chúng ta nó dùng cái glucose này làm năng lượng nha các bạn. Thì đường ăn của chúng ta đó là được làm từ 50% là glucose và 50% là fructose. Có khi là 70% là glucose và 30% là fructose. Và do vậy mà khi các bạn ăn đường vô là nó nhảy vô trong máu ta rất là nhanh các bạn, tại vì nó là glucose mà, cho nên nó vô trong máu rất là nhanh. Còn các cái carbohydrate, tức là các dạng tinh bột khác, ví dụ như là gạo, bánh mì hoặc là mì gói hả các bạn, hoặc là khoai tây, ví dụ như vậy, nó cũng có tinh bột các bạn, nó cũng là carbohydrate, nhưng mà nó chuyển hóa nó tùy theo cái cấu trúc phân tử của nó phức tạp hay không, mà do vậy mà nó sẽ chuyển hóa thành glucose trong cơ thể của chúng ta lâu hay mau. Nó trung bình nó từ khoảng 10 phút cho tới khoảng 60 phút tùy theo. Thì tại sao cơ thể của chúng ta là đào thải đường các bạn? Bởi vì đó, khi cái lượng đường dư trong cơ thể của chúng ta đó, thì nó xác định là đường nó là độc hại các bạn, nó độc đối với cơ thể các bạn. Thậm chí là bây giờ các bạn ăn dư ra 5 gram đường một ngày thôi. Ví dụ như bây giờ chúng ta biết rằng là cơ thể của chúng ta nó chỉ cần một thìa cà phê đường mỗi ngày, tức là 5 gram đường mỗi ngày. Bây giờ một ngày chúng mình các bạn ăn 2 thìa đi, thì mỗi một ngày các bạn dư ra một thìa đường, thậm chí một thìa nhỏ thôi các bạn. Thì tại đây mình nói thìa cà phê nha các bạn. Thì các bạn thấy rằng là cái lượng rất là nhỏ, nhưng mà về lâu về dài đó, nó cũng gây tác hại lên cơ thể của chúng ta. Nó gây hại tới hệ thần kinh của các bạn nè các bạn. Các bạn bị mất thị lực nè. Đặc biệt là các bạn nào mà bị insulin cao hoặc là bị tiểu đường, các bạn sẽ thấy rõ. Càng lớn tuổi chúng ta càng bị cái thị lực chúng ta càng kém đi, nhất là chúng ta về tối, buổi tối chúng ta không nhìn thấy rõ đường, hoặc là chúng ta nhìn nó chập choạng. Gây ra các vấn đề về tim nè các bạn. Các bạn có khả năng bị nhồi máu cơ tim rất là cao. Các bạn bị viêm sưng, tức là đau nhức trong cơ thể nè các bạn. Các bạn bị giảm trí nhớ nè. Và đặc biệt là nếu mà các bạn bị ung thư đó, thì cái glucose nó nuôi cái ung thư phát triển rất là nhanh các bạn. Và nếu mà cái lượng đường nó dư như vậy thì cơ thể chúng ta nó sẽ chuyển thành mỡ các bạn, và từ từ nó sẽ vây quanh cái vùng ruột của chúng ta và nó chèn ép các bộ phận khác, và từ đó nó gây ra chúng ta rất là nhiều các cái vấn đề. Vậy thì chúng ta thấy rằng là cái insulin nó là một cái hormone thải độc nha các bạn. Nó giúp cho chúng ta loại bỏ cái đường dư ở trong cơ thể. Vậy thì đó, nhiều người chúng ta cho rằng là chúng ta phải nạp cái carbohydrate vô, tức là ăn cơm nhiều vô, ăn bánh mì nhiều vô, ăn gì đó để chúng ta tạo có năng lượng. Vậy thì chúng ta có nên dựa vào cái năng lượng được làm từ glucose hay không? Tức là làm từ tinh bột đó các bạn. Thì nó cũng vô trong cơ thể của chúng ta, nó cũng chuyển thành glucose rồi. Thì cơ thể của chúng ta đó, nó sẽ dựa vào hai nguồn năng lượng các bạn. Thứ nhất là lấy từ đường, và thứ hai là từ chất béo. Nếu mà các bạn dựa vào năng lượng từ đường đó, thì cơ thể của chúng ta nó giữ được tối đa khoảng có chừng 1.700 cho tới 2.000 calorie thôi, là dưới dạng là đường đó các bạn.
Đặc biệt là cái não của chúng ta nó không có chỗ nó trữ đường với tinh bột. Và do vậy mà nếu các bạn dựa vào cái nguồn năng lượng là đường đó thì chúng ta rất là mau đói các bạn. Cái não của chúng ta nó không hoạt động được. Tại vì các bạn chịu hoạt động một chút xíu chừng 2-3 tiếng bắt buộc các bạn phải kiếm cái gì đó các bạn ăn vô. À, cái kiếm cái gì ngọt, kiếm cái gì có đường ăn vô. Hoặc là tinh bột các bạn ăn vô thì cái não chúng ta nó mới hoạt động được. Là bởi vì trong não của chúng ta nó không có chỗ để mà nó trữ cái đường và tinh bột đó. Một dạng năng lượng thứ hai nữa là chúng ta lấy từ chất béo, tức là dạng năng lượng là keton, tức là nó lấy từ chất béo, nó đốt chất béo trong cơ thể của chúng ta để nó tạo cái nguồn năng lượng đó. Thì cơ thể của chúng ta nó có thể trữ trung bình là tùy theo các bạn thấp nhất là khoảng chỗ chừng 40.000 calorie là dưới dạng chất béo. Thì keton nó là một dạng năng lượng mà nó sạch hơn rất là nhiều so với đường các bạn, bởi vì nó cần ít oxy hơn để mà sản sinh ra năng lượng hơn là đường. Và trong quá trình nó sử dụng năng lượng, cơ thể chúng ta sử dụng keton nó thải ra ít chất thải hơn là so với lại chúng ta sử dụng cái nguồn năng lượng là từ đường, tức là glucose của chúng ta đây các bạn. Bởi vì đó, nếu mà chất thải trong cơ thể của chúng ta nó càng nhiều đó thì từ đó nó càng gây tổn hại đến sức khỏe của chúng ta ha. Tại vì nó giống như trong người của chúng ta nó có rác các bạn ha. Và do vậy mà càng nhiều chất thải thì đương nhiên là cơ thể của chúng ta nó càng bị tổn hại. Chúng ta nó không nên dựa vào cái nguồn năng lượng là đường ấy, các bạn chuyển qua một chế độ ăn keto để tạo ra cái năng lượng keto thì nó một dạng năng lượng nó sạch hơn rất là nhiều. Và nếu như các bạn chưa xem cái video của mình là keto là cái gì và chúng ta ăn keto như thế nào để tạo ra keto mình sẽ để cái link bên dưới để cho các bạn theo dõi. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Hẹn gặp các bạn trong các video tiếp theo.